A busy steel bridge over an engorged Red River in northern Vietnam's Phu Tho province collapsed Monday morning following a weekend of heavy rain and wind brought by Typhoon Yagi, reported state media citing local officials who said three people were rescued. No casualties have yet been reported. The overall death toll from Yagi, which struck the country on Saturday, increased to 21 over the weekend, while at least 299 people were injured, state media said. The strongest typhoon to hit Vietnam in decades, the country's meteorological agency downgraded Yagi to a tropical depression Sunday but warned that heavy downpours could follow, triggering floods and landslides. A landslide due to the heavy rains killed six people, including an infant, and injured nine others on Sunday noon in Sapa Town, a popular trekking base known for its terraced rice fields and mountains. Local tourism in Sapa has been suspended until further notice from authorities. The storm also knocked out electricity poles in the Quang Ninh and Haiphong provinces. Initially, at least 3 million people were left without electricity. It is unclear how much of the restoration work has been completed. The typhoon also damaged vital agricultural land, nearly 116,192 hectares where rice is mostly grown. Municipal workers, along with army and police forces, were still busy in Hanoi Monday morning clearing uprooted trees, fallen billboards, and toppled electricity poles. Do phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy một trụ và hai nhịp cầu đã bị sập, rơi hoàn toàn xuống lòng sông, bị nước lũ cuốn trôi. Theo Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều khả năng cao có người và phương tiện đang đi qua cầu đã bị gặp nạn. Đến lúc này chưa xác định được số nạn nhân cụ thể. Chính quyền tỉnh Phú Thọ đã huy động các lực lượng để tổ chức cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Hiện lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ đang ở mức báo động 1. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, cầu có trọng tải 60 tấn, được xây dựng với kết cấu dàn thép dài hơn 240m, rộng 6,5m và hai làn xe chạy ngược chiều nhau. Cầu được đưa vào hoạt động từ tháng 7 của năm 1995, nối thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao với các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, tỉnh Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Yên Bái có mưa to đến rất to từ đêm qua. Lũ trên sông Thao dâng cao, mực nước sáng nay đã vượt mức báo động 3. Lũ tràn về gây ngập lụt khắp thành phố Yên Bái, khiến nhiều người dân phải di chuyển sơ tán ngay trong đêm. Hiện nay trên địa bàn phường Hồng Hà, nhiều tuyến đường ngập sâu 1 đến 2 mét, người và phương tiện không thể di chuyển. Mưa lũ đã làm. At least 21 people have died in Vietnam after Typhoon Yagi slammed the country's north, triggering landslides and floods, state media reported on Sunday. National television station VTV said at least 12 people had been killed in mountainous provinces after heavy rain caused by the typhoon softened the soil and collapsed on houses. In Lao Cai province, a landslide swept through a village, killing six people and injuring nine others, the report said. In Hoa Binh province, a landslide killed four people in a family as they were sleeping in the early hours of Sunday, the report added. The heavy rain also saw rivers burst their banks, submerging houses in various parts of the northern region. Yagi, described by Vietnamese meteorological officials as one of the most powerful typhoons in the region over the past decade, made its way to the Southeast Asian country after it left three people dead and nearly 100 others injured in the Chinese province of Hainan. The typhoon landed at Vietnam's coastal provinces of Quang Ninh and Haiphong with wind speeds of up to 149 kilometers per hour, state media reported. Quang Ninh is home to the UNESCO World Heritage Site Ha Long Bay, known for its many towering limestone islands. Hundreds of cruises were cancelled at the popular site before the typhoon landed, according to local media. Authorities said they expected more rain in the coming days and issued warnings for further flooding and landslides. 5 xã, 42 thôn đã bị chia cắt và hơn 500 hecta cây ăn quả, cây lâm nghiệp đã bị ngập úng, bật gốc, gãy đổ. Hiện nước lũ vẫn Lệ Viễn, An Lạc của huyện Sơn Động, ngập lụt diện rộng, mức nước ngập khoảng trên 1 mét ở khác để đảm bảo an toàn.
2/3 số xã thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. Được xây dựng kiên cố, nhưng sau trận bão, nhiều hạng mục đã tan hoang. Những điểm nhấn du lịch tại Hạ Long như Sun World chắc chắn phải mất nhiều tuần nữa mới có thể khôi phục trở lại. Nhiều người dân Quảng Ninh dù đã chuẩn bị tinh thần ứng phó nhưng cũng không thể ngờ sức tàn phá của cơn bão này. Gần 20.000 ngôi nhà bị tốc mái. Mà đến Ủy ban tỉnh và rất nhiều những công trình khác tại trung tâm của thành phố Hạ Long lúc này cũng đang ngổn ngang sau bão, cho thấy thiệt hại do bão số 3 là rất nặng nề tại tỉnh Quảng Ninh. Và theo thông tin mà chúng tôi cập nhật thì ngay lúc này đây, chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đang họp với các địa phương để có thể thống kê thiệt hại cụ thể sau bão. Còn đến lúc này, theo sơ bộ thì tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận có 3 người chết, 157 người bị thương, 70% cây xanh đô thị tại Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn và Quảng Yên đều bị thiệt hại. Còn giờ đây thì gần như hầu khắp thành phố Hạ Long lúc này là một quang cảnh ngổn ngang. Và đến sáng nay khi mà mưa đã dứt thì người dân địa phương cũng đang tích cực chủ động dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Cho đến tận bây giờ thì ở đây vẫn mất điện, sóng điện thoại cũng rất kém, gây khó khăn trong liên lạc, kết nối thông tin. Ngành điện lực của tỉnh cũng đang tích cực kiểm tra lại các hệ thống điện. Sau bão đêm qua đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Sớm nay thì nhiều phương tiện đã chết máy và phải xuống giác bộ. Cây cối gãy đổ cũng như là những cái mái tôn bay mắc trên dây điện cũng như là cành cây rất là nguy hiểm. Vì thế khi mà người dân di chuyển ở trên những tuyến đường của thành phố Hải Phòng thì phải hết sức chú ý. Còn về đường truyền Internet sau 10 là có lại. Lúc này thì chính quyền cùng với người dân cũng đã bắt đầu chặt tỉa cây cối và dọn dẹp khơi thông cống rãnh để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Những hình ảnh sơ xác và ngổn ngang. Có những cây đã vài chục năm tuổi, bật gốc, lực lượng chức năng đã vừa phải thực hiện việc cưa những ngọn cây đi để người dân có thể lưu thông trên những tuyến đường này. Và không chỉ tuyến đường Phan Đình Phùng mà rất nhiều tuyến đường khác của thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã ghi nhận hình ảnh những tuyến phố cây đổ ngổn ngang. Phải mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều năm để những hàng cây của Hà Nội xanh tươi trở lại, để chúng ta có thể trồng lại những cây mới. Còn trước mắt thì tình hình thời tiết của Hà Nội vẫn đang diễn biến khó lường, trời vẫn tiếp tục có mưa, chuyển vô cùng khó khăn. Các cái app điện thoại mà đặt xe thì giờ đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên theo ghi nhận của người dân thì là rất khó có thể gọi xe vào thời điểm này. Trên tuyến đường này thì xe buýt cũng khó có thể hoạt động khi mà các cây đều đang chắn ngang đường. Trong sáng